ta sẽ bắt đầu với lại Tainari. Quay cái nào trước, coi lịch sử một cái. Lộ ra trứng mà là đau lòng quá vậy. Cái gì đây? Đúng rồi, mai bắt đầu tập trung vô nuôi đó, đi farm nuôi. Trong tuần này TF thì mình sẽ tập trung vô đi gọi là đi quy tắc ngày với đi làm event thôi. Tuần này TF thì không có mình không có kéo gui đi nhiều. Chắc qua tuần sau bên Genshin nhân giảng mình về Genshin bắt về TF đánh lại. Ê. Lỗi à, không cho coi lịch sử, không cho coi, thôi quay luôn. Con nào bị lắc ra hai con vàng chỗ không ta? Mấy kỳ lắc lắc này vui lắm nè. Lắc lắc này hay lỗi. Bị bút game, bất game chứ. Bên TF thì di chuyển lẹ quá. Có xe nè, rồi di chuyển chạy không tốn nhân lực. Có bay lướt. Học sóc. Đang suy nghĩ nên là nó... Ê! Wow! Đang lắc khác liền. Khác liền ta. Thay ra đi luôn. Kệ, coi như nó cho mình đi. Có tốn nhiều nguyên thạch. Lắc có lý. Thì nó quay hò Huyền khoái quay nữa nha. Mới nạp con King C3 nhưng qua đây nạp nó đuối lắm nha Hiền. Ra nguyên con chi chi luôn chứ. Không mà cái lót áo cái hạt của em mà đẹp á. Em có Siro nè, có King nè, em giờ em kiếm thêm cái khiên nữa đi. Là cái lối đó là lối đao mạnh nhất của TF đánh loa hàng hiện tại. Và nó dễ chơi nữa. Nó tận cận chiến nó khá là dễ chơi. Con King bữa em nhớ là em cũng có Zero luôn, quá ngon. Cái cung băng sạc mình cũng ngon nhưng mà nó không phù hợp với lối đánh của King. Tại nó đứng xa. Cái khiên đó mình lao vào. Cái nó có nộ, cái mình đứng gần nó, cái mình xài luôn cái Wii. Có cái liềm. Còn như cung hay gậy mà sạc thì mình phải chạy ra gần nữa. Mất nhịp. Vaka khi nào ra? Trời sao hỏi anh đó mới ra thành biết em. Mấy phiên bản sao? Hy vọng là ra sớm ha. Anh có đăng cái gì đó, cái thông tin list để tham khảo á. Chỉ là tham khảo thôi ha. Để mình cũng ước lượng được cái mốc. Nó cũng trên là 1-2 phiên bản là cũng khá là dài. Con rô thì là mọi con đi ghét, nó đánh thiên về đánh theo mục tiêu. Nếu mà đánh rô thì là em không đi chung được với lại cái liềm với cái vòng, tại không ai sạc hết. Bên kia nó cũng có con sạc nộ giống như xin bắt rồi đó. Thì cái vũ khí là có một vũ khí nó chuyên sạc, nó sạc thì nó phải đứng trên sân. Thì cái cây nào mà em thấy cái sạc của nó cao thì con nó chuyên đứng trên sân, còn cái con nào đi ghét thì nó ngược lại, nó lại đứng ở trong. Mà chừng nào mà mình có nộ mình mới lấy ra. Giả sử con King là đam chính của em đúng không, em không có lấy con King đứng trên sân. Cái đánh thường của King nó đẹp mắt nhớ tù lắm, đánh nó lâu quá quái bánh. Mình sẽ lấy cái cây sạc, tức là cái khiên á, mình quay đủ nộ xong rồi mình lấy con King mình nộ một cái mình quay trở lại cái khiên, cái mình quay để sạc. Đã đi bến là nó đứng ở trong, còn con sạc, con súp bọt thì nó đứng ở ngoài, đứng trên sân để nó đánh. Cái ngược ngạo của TOF là vậy. Mình nhắm đánh nha và đợi khúc cần thiết có đủ nộ chuyển qua kia bụp một cái. Thiên về là đánh Bustin dồn đam kiểu đó. Đáng giờ chưa vô luôn hả? Ây. Được. Rồi trả lời đi. Yeah yeah. Rồi quay một hai cái ra cái cung luôn. À, ngon lành ha. Bây giờ tới cái cung. Hai luôn. Đừng không cần mình xây một mà ra một mà cần lấy thai ra chứ người ta sớm được rồi. Khỏe. Không
Một thằng mốt quay con mới, mốt quay thảo thằng nè, quay chi hết ổn. Muốn bỏ muốn comeback lại Genshin. Phải nói là nói về cái gì đó mà mình khen ở Genshin đó là cái đồ họa. Cái đồ họa quá đỉnh. Đỉnh cho một game điện thoại ha. Một game gọi là crossplay kết hợp với điện thoại máy tính. Chưa có cái game nào mà qua được Genshin về cái mảng điện đồ họa. Dĩ nhiên PC thì có nhiều game đỉnh hơn. Nhưng mà tại vì ta là PC, còn ông này là game điện thoại. Điện thoại mà chất lượng nó gọi là ngang ngửa, thậm chí là nhỉnh hơn một số game PC. Bỏ xa mấy game mobile trên thị trường. Vô cầm chạy một vòng cái mắt thấy thích. Mình chuẩn. Ở đây mình chuẩn nè, đúng không? Nó có hỉ cho nó đó. Nó đó. À, BB mà có cái chế Genshin mà có chế độ BB cân bằng chỉ số ha, giống như TF tối ngày mình ở trong lane đánh BB hoài luôn. Cái đó anh sẽ ngồi stream từ sáng tới chiều muốn BB cũng được nữa. Chứ giờ vô là đứng đi vòng vòng chứ có làm cái gì đâu. Ôi. Đấy mấy cục rồi ta. Sắp ra đó. Vũ khí chỉ cần không lành là được. Vũ khí mà không lành là coi như quên lời. À, muộn không sao cả. Ra thẳng ngay cùng như tôi luôn. Đừng có lệch là ngon lành. Nãy giờ 20.000 rồi đó. À. Genshin được tính là lay chưa? Tính lay game đó. Đúng là đây là cái giai đoạn lay game của Genshin đó. Mình max level, max vũ khí lay game thì lúc đó mình tập trung vô. Một số game thì nó có cái content gọi là end game, tức là khi người ta đạt đỉnh cao tới cái mốc đó thì ta sẽ làm cái gì. Tại Genshin nó không có content end game. Ở giai đoạn end game mà không có content end game thì nó lại phụ thuộc vô cái khả năng vận hành duy trì của nhà phát hành bằng cách ra bản mở rộng mới liên tục. Thì được cái là cứ 40 ngày nó ra bản mở rộng, ra phiên bản mới để chơi. Chứ không có cái đó là coi như xong đâu còn gì đâu, hết game rồi. Yes! Quá hư luôn ta. Nói chung cái này là không cần biết 70 80 lần miễn sao quay mà đừng có bị lệch là coi như lời. Rồi, xong. À, xây du luôn ghê vậy. Có lý. À. Cái lắp sắp đề hình lên bắn Sanari nè. Sanari đi với ai ta? Ủa cái này khác hàng ở đó về yeah, Dũng. Đâu rồi anh cũng không nhớ. Bây giờ mình sẽ đi. À, con Tenary là nó không có gọi là thảo không có khuếch tán được để đi với khiên rồi. Đuôi luôn. Chị mới với chị cũ làm cái gì? Thanh niên này bắn trọng kích. Đi với Yamiko đi. Không. Cô cuối cùng là ai? Ai đi với nó hợp ta? Cũng có thể là con Husa, con Klee đi ha. Rồi. Rồi, chưa biết nổ sớm là gì mà trên 70 đỡ cái ít lệch. Hãy up lên. Cầm cái cung lên liền. Không biết này có nuôi được cái cung lên không nữa. Đây, thằng này ngon lành nè. Nhẹ nhẹ thôi, gì cũng có. Vô. Nhiều vật, tính vật chắc phải đi farm quá. Thanh niên này đánh đâm thảo là chính là phải đi farm bộ mới rồi. Yeah. Tạm thời cho nó bận cái gì ta. Nói chơi có mấy đoàn hát lang thang. Hiện tại có bộ đoàn hát hợp.
Không có farm bộ mới thì xài bộ cũ. Ai mà thiên đầu tư nhựa thì farm bộ mới bận. Không có đầu tư nhựa đi farm bộ mới thì bận bộ cũ. Chơi hôm bộ của anh vô. À, chơi hôm bộ của anh. Khóa hợp. Công kích nè. Ai trồng khoai đất này, bộ đó thôi. Rồi. Nón. Nón này. Được rồi, cũng được luôn, tinh thông luôn. Đẹp. Đúng rồi, cái bộ này rất hợp. Mình không cần phải đi farm bộ mới cho nó làm gì. Cái bộ này quá đẹp rồi. Không có lãng phí cái phần nào hết. Hai món tăng 80 tinh thông, mà con này thì nó tăng tinh thông. Tinh thông nó tăng lại sát thương đầu ra. Không có cái thiên phú. Nè. Không cần phải mát nhưng mà chỉ cần có tinh thông cao là được. Rồi bốn món thì nó cộng cái gì? Bốn món nó cộng 35% sát thương của trọng kích. Ngay cái lối chơi con này luôn. Bây giờ tới cái ly ly sát thương thảo. Nó đào đâu ra? Cái này phải đi farm rồi. Vậy làm gì có. Xài lại đi tấn công. Có cái ly thảo. Tấn công mà có tinh thông. À hiểu nào. Ừ xài cái ly này đi. Lệ. B. Là cái ly sen he này. Châm cái ly sen he đỡ đi. Đặt châm cái ly của con này. Mà bắt con ra thì không cần lắm. Châm ly con ra đi. 46 18 vẫn hay ít tỷ lệ ta. À con này là như đột phá coi tăng cái gì. Wow, một món là đủ bộ ha, có lý ta. Ê gì nhiều cái gì? Chết rồi. Chơi luôn đi. Nhiều mà. Đột phá tăng sát thương thảo. Trời ơi mới không luôn, cái này. Cái này không lên lực liền. Phải đi kiếm rồi. À cái này tấm thủy tinh. Cái này là sen, không sao mấy cái này đi lượm được. Có cái này ngon nè. Cái này sao nhiều vậy ta? Cái này hồi đó mình lượm ở đâu mà quá trời vậy? Giờ đi nhặt sen. Cái này là chắc phải săn một con boss nắm thủy tinh. Con boss nắm thủy tinh nhà ở đâu? Một chút đi kiếm nó. Cùng hai cung trước đi. Một. À, ấp cái cung là tăng tỷ lệ, đúng rồi, ấp cái cung là đủ tỷ lệ. Là một vực đá sâu hả? Rồi bây giờ mình đi đi đánh con boss đó đi. Cái mấy cái ngày đầu đánh boss. Con gà nắm rồi. Trời ơi, mới không vậy. Con này là đánh biết cảnh mới nè, ok, đánh cảnh con rùa. Cái này là ở cái này là quái vật nè, mấy quái vật ở ngoài map. À, chút tính sao trước mắt chưa cầm được cái cung này đâu, đỡ cái cung cực đông của chào đi. Cái dài hai cây luôn. Amos được không ta? Con này chơi Amos cũng được nè, cái lối chơi ngắm bắn cầm Amos được luôn á. Là sát thương nó không thích à? Khá là ok ta. Cầm cái ke mod coi. Trước mắt thiếu tỷ lệ cầm đỡ cái kim không. Năm 60 200 rồi. Đi đánh con gà đi. Con gà nắm. Gà nắm nó nằm ở đâu ta? Lên cái phong thằng này.
Ừ, đang cầm Amos thiết tỷ lệ. Nhưng mà dù sao cầm trắng vẫn ngon hơn. Trắng thì nó vẫn tối ưu cho nó hơn Amos. Amos là trường hợp cầm ké khi nào muốn đối chiếu. Ốc thường trừ cái con Yongli ra ha. Thì trong đi bếp trong game này trắng vẫn là lựa chọn số 1. Ngay cả con Xiao cầm hào phát nhiên là giờ thấy ngon hơn không Homa. Homa là cái thương tấp đầu mà đối với cây con Xiao nó vẫn nên cầm hào cái viên hơn. Bay lên ninja nhẫn thuật có thể bay lên được trên đó. Đâu ta? Không đúng. Đi mở cái thần tượng. À đi này vui không? Dạ đi khỏe lắm. Con gà nấm ở bên trái hả? Nó sáng nè. Nằm khu nào? Dạ anh sẽ đi qua đây. Hello Quy Huy Võ. Con gà nắm ở bên trên bên trái, tuốt bên trái, bên trên bên trái là khu này hả? Giờ anh sẽ đi đi theo cái đường chéo này, chỗ này. Góc trái bên trên bản đồ, rồi, hiểu. Phải đi đánh gà nắm rồi. Làm gì làm phải mở con đó. Thật đồng là bây giờ không có lụm cái gì cả. Để khi nào mình lụm là mình lụm một lần. Nó không bị loạn. Mai mốt tới chuyện đi lụm thằng đồng thì mở cái map Google Map lên. Không à, đi một vòng dạo dạo. Cố lên cực cà. Bây giờ đi chơi TF nè. Đang đi qua mở cái đó để mai đi farm thôi. Chắc hết nhỏ rồi. Nó cũng đầy luôn. Cái con bò. Ây da. Nè quăng vô mình đó nè. Đó nó chạy nè. Đó. Chết ngắt. Đủ quy không? Không đủ một kill quy ta. Bữa nào mình có hay thọt hả? Tại con này nó không cho mình sạc. Ê con bò đứng lại, chạy đâu? Big shot. Thường đi mở cái dịch chuyển là lên mấy điểm cao trước. Kiếm lấy mấy cái cao độ, sau đó cái mình bay đi nó lẹ lắm.